Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Kim Jin. Chào mừng các bạn ngày hôm nay đã quay lại với kênh. Ba loạt penalty cân não phân định ngôi vương kịch tính nhất lịch sử. Năm 2012, trên sân Allianz, Chelsea đã phải chịu một sức ép nghẹt thở trước khả năng tấn công đa dạng và dùng dập của Bayern. Nhưng lòng quả cảm cùng lối đá phòng ngự, phản công hợp lý đã giúp The Blues đứng vững trong phần lớn thời gian của trận đấu. Thắng Bayern Munich một cách nghẹt thở trên chấm 11m, Chelsea đã lần đầu tiên vô địch châu Âu ngay trên thánh địa Allianz Arena của chính đối thủ, cùng điểm lại 3 loạt penalty cân não phân định ngôi vương kịch tính nhất lịch sử. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh thứ hai được đặt ở phần mô tả để ủng hộ cho bọn mình nhé. Bảy ơi, các bạn hãy nhanh tay đăng ký vào đường link được đặt ở dưới phần mô tả để sở hữu ngay cho mình một chiếc áo siêu phẩm nhé. Những màn đấu súng penalty luôn đem lại sự phấn khích và hồi hộp cho khán giả, nhưng đối với các cầu thủ, đó là một trò chơi hại não và áp lực bậc nhất đối với họ, và càng đặc biệt hơn khi phải đối mặt với loạt đá luân lưu để phân định ngôi vương, có thể ảnh hưởng đến danh dự, lịch sử của cả đội bóng thì áp lực càng đè nặng lên vai các cầu thủ và ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của họ. Sau đây, hãy cùng đến với ba loạt đá penalty cân não để tìm ra nhà vô địch kịch tính nhất lịch sử túc cầu mà những người bị yếu tim không nên xem. Chelsea với Bayern Munich chung kết Champions League mùa giải 2011-2012. Trên sân Allianz, Chelsea đã phải chịu một sức ép ngạt thở, nhưng lòng quả cảm cùng lối đá phòng ngự phản công hợp lý đã giúp The Blues đứng vững trong phần lớn thời gian của trận đấu. Phải tới phút 83, hàng thủ của Chelsea mới bị đánh bại bởi pha đánh đầu đập đất thành bàn của Müller. Nhưng cũng bằng một quả đánh đầu, Drogba đã đưa trận đấu tới hai hiệp phụ. Tưởng như số phận lại trêu ngươi Chelsea khi Drogba phạm lỗi với Ribéry, khiến đội khách phải chịu phạt đền khi hiệp phụ thứ nhất mới trôi qua được 3 phút. Tuy vậy, Robben, một cựu cầu thủ Chelsea, đã đá hỏng khiến trận đấu phải giải quyết thắng thua trên chấm 11m. Sau khi Lam thực hiện thành công quả sút đầu tiên và cú sút của Mata bị bắt gọn, người ta đã có thể hình dung ra một kết cục thảm hại cho đội bóng áo xanh. Nhưng Chelsea chưa bao giờ thôi hy vọng, lần lượt David Luiz, Lampard thực hiện thành công hai quả penalty tiếp theo để nuôi hy vọng cho The Blues, trong khi Gomez và Neuer bên phía Bayern cũng bình tĩnh để thực hiện thành công loạt đá của mình. Đến loạt sút thứ tư của Bayern do Ivica Olic thực hiện, Peter Cech đã chơi cực hay khi đoán đúng hướng và đẩy bóng ra ngoài. Tỷ số luân lưu được giữ nguyên là 2-3. Đến loạt sút thứ tư của Chelsea, Ashley Cole là người bước lên đảm nhận trọng trách và cầu thủ kỳ cựu người Anh đã chiến thắng Neuer để cân bằng tỷ số cho Chelsea. Sức ép bây giờ lại đè nặng lên vai người thực hiện quả đá tiếp theo của Bayern, Bastian Schweinsteiger. Và một lần nữa, Peter Cech trở thành người hùng của đội bóng áo xanh khi anh có pha chạm bóng bằng đầu ngón tay vừa đủ để đẩy cú sút của Skweny chạm cột dọc đi ra ngoài. Và chỉ một cú sút thành công nữa thôi, Chelsea sẽ lên ngôi. Người thực hiện quả đá penalty quyết định cho The Blues không ai khác chính là Drogba, người đã trải qua rất nhiều cảm xúc trong trận đấu này. Từ bàn thắng gỡ hòa cho đến pha phạm lỗi khiến đội nhà penalty, rồi khi Cech cản phá thành công cú sút của Robben, tất cả như dồn lại trong khoảnh khắc sau cùng ấy. Nửa màu xanh của sân Allianz Arena như vỡ tung vì sung sướng, trong khi nửa đỏ tràn ngập trong sự im lặng của nỗi đau và thất vọng. Chelsea đã trở thành nhà vô địch của bóng đá châu Âu, chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử của The Blues. Real Madrid với Atletico Madrid chung kết Champions League mùa giải 2015-2016. Real chạm trán Atletico ở chung kết Champions League mùa 2015-2016 diễn ra trên sân San Siro. Cả hai đội nhập cuộc với quyết tâm cao cùng thế trận đôi công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ sau 15 phút bóng lăn, cổ động viên của Real đã được ăn mừng bàn thắng. Người đưa đoàn quân của huấn luyện viên Zidane vượt lên dẫn trước chính là đội trưởng Ramos, với pha chạm bóng tinh tế trong vòng cấm từ quả treo bóng của Toni Kroos.
không hề nao núng sau khi bị thủng lưới. Các cầu thủ Atletico đẩy cao đội hình tấn công, hòng tìm kiếm bàn gỡ. Những nỗ lực của các học trò huấn luyện viên Diego Simeone cũng được đền đáp ở phút 79. Đón đường căng ngang bên cánh phải của Juan Fran, Yannick Ferreira Carrasco ập vào đệm bóng cẩn thận chính xác, gỡ hòa một đều. Những phút còn lại, hai đội đều không thể ghi thêm bàn thắng. Cả trong hai hiệp phụ cũng bất phân thắng bại. Trận chung kết vì vậy mà buộc trận đấu phải giải quyết bằng loạt luân lưu định mệnh. Trong loạt đấu súng đầy may rủi, chúa khoác trên mình màu áo trắng, cả năm cầu thủ của Real đều thực hiện thành công, còn Juan Fran của Atletico đá hỏng. Kết quả này giúp Los Blancos đánh bại Atletico bằng tỷ số 5-3. Họ cũng chính thức trở thành nhà vô địch Champions League với danh hiệu thứ 11 trong lịch sử. Đức với Italia tứ kết Euro 2016. Với tính chất không khác gì một trận chung kết, cả Đức và Italia đã nhập cuộc cực kỳ thận trọng ở trận tứ kết trên sân Matmut Atlantic. Bên cạnh đó, màn đấu trí đỉnh cao về mặt chiến thuật giữa Antonio Conte và Joachim Löw khiến cho trận đấu được đẩy lên một mức độ chặt chẽ rất cao. Sau hai bàn thắng có phần may mắn của mỗi bên, thế trận giằng co tiếp tục diễn ra với không nhiều cơ hội. Cuối cùng, Đức và Italia buộc phải dắt nhau đến loạt penalty cơn não sau khi không thể giải quyết dứt điểm trận đấu trong 120 phút. Một loạt đấu súng cơn não nhất trong lịch sử Euro đã đến. Loạt penalty đã diễn ra với những gì hấp dẫn nhất, ngạt thở nhất, với đầy những điều trớ trêu, và đây đúng là cuộc chiến không dành cho những người yếu tim. Tổng cộng 18 quả luân lưu, tương đương 9 lượt sút đã được hai đội thực hiện. Áp lực giành chiến thắng đã đặt lên vai các cầu thủ sút phạt của cả hai đội đều quá lớn, khiến dù là những cầu thủ bản lĩnh, kinh nghiệm nhưng đều ít nhiều mất tự tin khi đối mặt với thủ môn đối phương. Những người sút hỏng bên phía Italy là Simone Zaza, Graziano Pelle, Leonardo Bonucci và Matteo Darmian. Đáng chú ý, Zaza là người được huấn luyện viên Antonio Conte đưa vào sân vào phút chót để đá luân lưu, nhưng anh đã không hoàn thành nhiệm vụ với pha sút bóng lên trời ở lượt thứ hai. Tiền đạo Pelle vì quá căng thẳng nên đẩy bóng đi lệch tâm, sệt và chệt cột dọc ở lượt thứ tư. Người hùng Bonucci không thắng được Neuer ở lượt thứ năm, còn Darmian sắm vai tội đồ khi sút hỏng quả penalty quyết định ở lượt thứ chín. Phía đội tuyển Đức tưởng như họ đã chết đứng khi Thomas Müller và Mesut Özil sút hỏng liên tiếp ở lượt 2 và 3, nhưng nhờ sự vô duyên của các cầu thủ Italy, họ lấy lại sự sống. Đức đáng ra có thể kết liễu người Ý ở lượt sút thứ năm, nhưng Bastian Schweinsteiger gây thất vọng khi sút bóng lên trời. Nhưng Schweinsteiger cũng là người cuối cùng của Đức đá hỏng, mặc cho Gianluigi Buffon đoán đúng hướng liên tiếp. Tận dụng sai lầm của Darmian, Jonas Hector sút thành công đưa người Đức vào bán kết với tỷ số 6-5. Đó cũng là lúc người chiến thắng vỡ òa trong niềm vui, còn người thất bại đổ gục vì đau buồn và nuối tiếc. Vừa rồi là ba loạt penalty cân não phân định ngôi vương kịch tính nhất trong lịch sử túc cầu. Cảm xúc của bạn sau khi xem xong video này là gì? Hãy chia sẻ cho chúng tôi biết bằng cách để lại bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn vì đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.